15 phút, gót chân nứt nẻ khô ráp đến mấy cũng sẽ trở nên căng mịn và hồng hào. Bạn biết đấy, gót chân khô, bong chóc, nứt nẻ không những gây đau đớn khi chúng ta mang giày mà về lâu dài nó sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến thẩm mỹ bên ngoài và sức khỏe của bạn. Chỉ với cách trị gót chân nứt nẻ dưới đây, bạn sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề này nữa. Hãy cùng kênh Phái Đẹp khám phá ngay cách làm bạn nhé. Nguyên liệu mà chúng ta cần chuẩn bị cho cách trị nứt gót chân tại nhà như sau. Thứ nhất là bạn cần một ít sáp ong. Sáp ong mà các bạn đang quan sát của mình đây là sáp ong vàng. Sáp ong này các bạn có thể mua được ở các cái hiệu mỹ phẩm trên toàn quốc, giá rất là rẻ. Nguyên liệu thứ hai đó là dầu ô liu. Đây là mình chọn loại dầu ô liu dành cho trẻ nhỏ. Các bạn cũng có thể mua được ở quầy tạp hóa trên toàn quốc, giá rất rẻ thôi. Và loại nguyên liệu thứ ba rất quen thuộc đó là viên nang vitamin E. Viên nang vitamin E thì ở trong các video trước mình đã nói là chúng ta có thể mua được dễ dàng ở tất cả các hiệu thuốc Tây trên toàn quốc. Cả ba nguyên liệu này giá đều rất rẻ và các bạn mua cũng rất dễ. Đây chính là ba nguyên liệu mà chúng ta cần để có thể trị dứt điểm tình trạng khô nẻ gót chân tại nhà. Cách để các bạn thực hiện thì rất đơn giản thôi. Trước tiên là bạn cần một vật có thể truyền nhiệt được. Bạn có thể sử dụng một chiếc muỗng hay còn gọi là môi. Ở đây mình sử dụng một chiếc ca inox. Mục đích của chúng ta là cần phải làm cho sáp ong tan chảy ra. Ở đây mình sẽ đem sáp ong mình cắt thành các miếng nhỏ để cho sáp ong dễ tan chảy hơn. Chúng ta sẽ cắt một lượng sáp ong vừa phải. Các bạn có thể quan sát thấy là mình đang cắt sáp ong đây. Bạn biết không, trong sáp ong có rất nhiều các vitamin khoáng chất cần thiết. Nó có thể làm cho da chúng ta trở nên mềm mại và mịn màng một cách nhanh chóng. Đây chính là phần sáp ong mà mình đã cắt xong. Tiếp theo bạn hãy chuẩn bị một chiếc tô lớn. Bạn đổ nước thật nóng vào. Nước vừa mới sôi thì càng tốt. Sau đó thì bạn hãy cho cái nắp mà chúng ta đựng sáp ong lên. Các bạn có thể quan sát thấy là cái phần ca inox của mình đựng sáp ong, khi gặp nước nóng thì sáp ong đang dần tan chảy ra. Các bạn cứ để như vậy để cho sáp ong tan chảy ra. Nhớ là phải để nước nóng nhé. Và đây chính là phần sáp ong đã tan chảy. Các bạn có thể quan sát thấy sáp ong đang tan chảy dần. Sáp ong tan chảy hết rồi thì lúc này chúng ta sẽ cho dầu ô liu vào. Cái tỷ lệ giữa sáp ong và dầu ô liu của chúng ta là khoảng tầm 1:5. Ở đây mình sử dụng khoảng 1,5 thìa sáp ong nên là mình sẽ cần khoảng tầm 7,5 đến 8 thìa dầu ô liu. Các bạn cứ nhớ tỷ lệ 1:5 là được. Nếu các bạn cho nhiều sáp ong hơn thì chúng ta cũng phải cho nhiều dầu ô liu hơn. Sau
sau khi mà sáp ong và dầu ô liu đã tan chảy hết vào nhau như thế này này, các bạn thấy này, tan chảy hết vào nhau này, thì lúc này bạn sẽ chích và lấy phần dịch của 3 viên nang vitamin E chúng ta bỏ vào trong hỗn hợp này. Khi đã có đầy đủ 3 nguyên liệu là sáp ong, dầu ô liu và vitamin E thì các bạn tiếp tục để cho 3 nguyên liệu là tan chảy hoàn toàn ra. Nếu như bát nước nóng chúng ta vừa sử dụng đã bị nguội đi thì bạn hãy thay bằng một bát nước nóng mới để cho 3 nguyên liệu tan chảy hoàn toàn vào nhau. Các bạn có thể quan sát thấy của mình đây, 3 nguyên liệu đã tan chảy hoàn toàn. Khi mà cả 3 nguyên liệu đã tan chảy hoàn toàn và hòa quyện vào nhau như thế này thì chúng ta sẽ không cần đến bát nước nóng nữa. Lúc này bạn sẽ bỏ ra và để cho hỗn hợp của chúng ta đặc dần. Các bạn có thể quan sát thấy là hỗn hợp của chúng ta khi nóng thì loãng, nhưng sau đó mình để ra ngoài nó sẽ nhanh chóng trở vào cái trạng thái là sền sệt. Đây là hỗn hợp của chúng ta này, các bạn có thể quan sát thấy này, nó không còn loãng nữa mà nó sẽ ở cái dạng sền sệt quánh dẻo như là các loại kem bôi da mà chúng ta hay bôi ấy. Đây mình có thể làm để cho các bạn xem này, đấy, kem của chúng ta đang ở dạng sền sệt này, nó giống như là các loại kem, các loại mỹ phẩm mà các bạn hay mua hay bôi ấy, nó sẽ ở cái trạng thái như đó, sột sệt như thế. Và đây là hỗn hợp mà chúng ta cần các bạn nhé. Đến đây thì các bạn chỉ việc cho hỗn hợp vào một lọ nhỏ và chúng ta dùng dần thôi. Với hỗn hợp này các bạn có thể bảo quản ở nhiệt độ thường và chúng ta có thể sử dụng trong nửa tháng. Cách để sử dụng hỗn hợp này thì rất đơn giản. Việc đầu tiên thì bạn hãy vệ sinh sạch sẽ vùng gót chân mà bạn đang bị nứt nẻ. Bạn hãy lưu ý một chút là chúng ta phải vệ sinh bằng nước ấm nhé. Sau đó thì bạn thoa hỗn hợp chúng ta vừa làm lên vùng da chân đang bị nứt nẻ. Đồng thời bạn hãy mát xa nhẹ nhàng 1 đến 2 phút để cho các cái dưỡng chất có trong hỗn hợp này phát huy tác dụng một cách tốt nhất. Bạn cứ để hỗn hợp như thế và không cần phải rửa đi. Sau khi thoa lên da, hỗn hợp của chúng ta sẽ nhanh chóng thẩm thấu vào sâu bên trong da mà không hề gây cảm giác nhờn dít đâu nhé. Mỗi ngày bạn hãy thoa 2 lần sáng và tối. Và bạn biết không, ngay trong lần thoa đầu tiên, bạn sẽ thấy vùng da chân đang nứt nẻ của mình trở nên mềm mại, mịn màng hơn hẳn đấy nhé. Bạn hãy thử và trải nghiệm sự tuyệt vời của phương pháp này bạn nhé. Chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thấy video hữu ích, bạn hãy like, chia sẻ với bạn bè cùng xem. Hãy comment ý kiến của mình. Và bạn cũng đừng quên đăng ký kênh miễn phí để thường xuyên được cập nhật những kinh nghiệm làm đẹp hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.